Vừa về rồi, vui tôi về đi về làm gì ăn sáng rồi sáng rồi à. Quá trời mưa bão à, đừng quá anh bơi sáng đi tối ngày kìa mưa lạnh nữa. Ngọc bờ ở đây cũng khiếp rồi ha. Hôm lạnh không bà? Lạnh cũng có gì đâu. Nó chào cô bác. Chào cả nhà, sáng rồi cả nhà. Hôm nay muốn ăn cái gì? Sáng ăn sáng gì anh ba? Ngủ với rồi, con quẹt đi. Dạ lại miếng nữa, đang đi cuốn câu cũng được coi. Đây là chân lông hái về chấm khô quẹt hết mà. Khô quẹt đây anh hái mấy cái lá non cũng ngon lắm mà, đâu cần nhất thiết là cái đọt không anh ba? Nhóc của ta ăn đọt đấy. Nhóc mà hả? Ăn được không hả? Chắc này mình khô quẹt ăn tung nguội. Có ngày không có dựng sáng, khô quẹt lại ăn với đâu luộc. Cho một chút hành vô cho nó thơm. Nhắc xuống. Tấp mỡ ngày bữa nay ngày cuối sinh tồn của mình còn cái gì dụng nấy cho ít bột ngọt đường mình cho ít đường nắp đường ớt hết rồi giờ còn tiêu sẽ tiêu ở ngoài ruộng ngoài đồng mà thiếu thốn đủ thứ bữa đầu còn đủ đồ bữa nay thiếu rồi cho chút hành nữa. Xuống. Này mình luộc rau cho một chút xíu hạt nêm vô để đắp lại cho nước nó sôi bựng 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 lên bỏ rau vô cho nó không có đen rau đừng có bảo là tao bao với bụng quá anh ơi cho đọc trắng lòng vô. Mình xin tổng mời cô bác anh chị và các bạn ăn cơm sáng với hai anh em mình. Trên đầu thì có cơm nguội, chắc là ăn cơm nguội với lại đọt nhãn lòng luộc khô quẹt mà khô quẹt cũng không đủ đồ luôn. Hôm trước thì mình trước khi mình lên thì mình có chuẩn bị con mắm với miếng thịt thì mình biết trước là lên anh em làm mệt thì sẽ đói thì mình lên chắc lớp khoảng 3 giờ làm xong ăn miếng rồi bắt đầu mới đi sinh tồn trong 48 giờ thì Sơn hôm rồi Sơn đi sinh tồn có những chi sơ sót hay là những gì làm không đúng với lại sinh tồn mong rất mong được sự đóng góp chia sẻ giúp cho Sơn
Sơn có cái kinh nghiệm để sau này làm những clip nó hay hơn. Sơn xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn. Mình xin tổng mời cô bác anh chị ăn cơm. Mời cái nhà dùng cơm sáng cả nhà ơi. Sáng rồi sáng ngày ngủ dậy rồi đó mời đói. Đói rồi ăn kho quẹt cơm nguội đi ngắt ra ra vườn ngắt có được nắm nhỏ vòng vô luộc cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm ha. Rồi nó ăn luộc rồi chấm kho quẹt nè ba. Hết cứ bỏ vô ba. Ngon không? Chứ giờ muốn cao sang cũng quá là phải đi về chợ. Thì từ chỗ mình lên tới chỗ này cũng xa lắm. Nó ra mình trước khi mình đi là mình chuẩn bị trước những cái đồ này kia nọ để anh em có ăn. Bây giờ bữa nay là ngày thứ hai, giờ sáng sớm ngày thứ hai, bây giờ hết đồ à. Còn ít cái đó đó con hết rồi anh ba, hết rồi. Màu qua kia con kia có trồng ta xưng và trái anh ba tú á, đồng hôm qua bạn học em nó cho xả nó có trồng đó, đó đâu có trồng đâu đồng hôm nó ít ăn ớt. Hỏi mẹ không và hỏi bạn còn có ớt không, có đủ hay nó không, biết tên ớt rồi thấy nó giỏi ha. Nuôi hỏi nó nuôi bao cũng bò vậy, còn hai đứa con hả? Mình thấy gã đứa lớn rồi, gã đứa lớn về Sài Gòn rồi, còn thằng kế thì đi mặn hả. Mà học em á, tuổi em á. Mình xin tạm dừng tại đây. Mình rất chân thành cảm ơn cô bác, anh chị đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình xin chúc cho cô bác, anh chị và các bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sơn xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Chào, hẹn gặp lại.